Vâng, xin kính chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video. Rất là nhiều quý bà con hỏi mình là cái cây sầu riêng con mang về trồng thì mình sử dụng phân bón gì cho cây nó tốt, chúng ta bón phân gì, chúng ta phun thuốc gì cho cây chúng ta nó khỏe mạnh. Đây là một trong những câu hỏi của rất là nhiều quý bà con đặt câu hỏi về trên chương trình. Thì hôm nay dù sức khỏe của em không có được tốt ha, giọng của em nó bị khan nè, không biết làm sao nữa. Chắc hát karaoke dữ quá nên là trời nói chung là nó nắng nữa, rồi nó mưa thất thường nữa, là uống nước đá dữ quá, rồi bây giờ nó khàn tiếng luôn, rồi nói dụng tí ly nữa, cuối cùng là khàn tiếng. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái vấn đề bà con hay hỏi, là bà con chúng ta hỏi mình là sử dụng cái phân bón gì để mà chúng ta cung cấp cho cây chúng ta trong cái giai đoạn suốt từ khi mình trồng đến chúng ta làm bông làm trái luôn, có nghĩa là từ giai đoạn kiến thiết đến giai đoạn mà kinh doanh á. Thì bà con chúng ta không cần phải sử dụng phân bón NPK, không cần phải sử dụng các loại phân bón nào khác, mà ở trong cái video ngày hôm nay mình cũng chia sẻ cho bà con chúng ta những cái phân bón cơ bản bà con chúng ta sử dụng. Bà con chúng ta cũng biết rằng ngày xưa giờ bà con chúng ta là sử dụng cái phân rải, rồi những cái dạng phân hột bà con rải. Cái thời đó nó cũng đã bắt đầu qua cái dĩ vãng rồi. Bây giờ chúng ta tập trung chúng ta sử dụng những cái dạng phân mà phân nước, những cái dạng phân nano, những cái dạng phân mà được thủy phân và nano ở cái dạng mà tinh khiết hơn, có nghĩa là những cái dạng mà dễ hấp thụ hơn, dễ tiêu hơn. Thì đây bà con chúng ta có thể nhìn thấy ở trên màn hình, đây là cái bộ mà cơ bản nhất, cái rồng xanh kéo đọt và cái siêu dưỡng cây. Cái rồng xanh kéo đọt thì đây, cái nước của nó đây bà con ha. Cái chai rồng xanh kéo đọt đó, chúng ta pha cho 400 lít nước, chúng ta phun trên lá, trên thân, trên cành, thì chúng ta có thể cộng chung với thuốc bảo vệ thực vật đều được. Còn bên này là cái siêu dưỡng cây. Cái siêu dưỡng cây thì nó đi vào lòng dân của bà con rồi, đi vào lòng của bà con, những ai mà đã từng trồng cây hiểu về nó. Siêu dưỡng cây sử dụng được cho tất cả các cái loại cây trồng. Trong này nó có đa lượng, có vi lượng, có trung lượng, có đầy đủ hết. Bà con chúng ta không cần phải sử dụng các loại phân rải nữa, không cần phải sử dụng phân NPK nữa. Và chính cái phân này nó tạo cái độ mùn cho đất luôn, tạo cho đất chúng ta có một cái độ tươi xốp. Đó, thì một cái can siêu dưỡng cây chúng ta pha cho 2.000 lít nước, chúng ta tưới gốc nha. Định kỳ chúng ta thúc cơi. Đối với những cái cây sầu riêng mà có những cái cơ như thế này, là bà con chúng ta thấy nè, có những cái cơ như thế này, đặc biệt có những cơi thế này, là bà con thúc cái cơi nha, thúc cái cơi cho nó mạnh mẽ, 7 ngày 10 ngày chúng ta tưới một lần để thúc. Thì trong cái giai đoạn mà cây đang đi cơ đọt non như thế này là nó rất cần dinh dưỡng để ăn. Cây đang đi cơ đọt non là ăn nha bà con, cho nó ăn để làm gì, để nó lớn, cái cây lá nó to. Còn nếu mà chúng ta không cho ăn nó đúng cái phân á thì lá nó nhỏ, nó rất là dễ bị bệnh nha. Và giai đoạn mà cây đang đi cơ đọt non thế này chứng tỏ là bộ rễ non đang ra. Đã rễ non ra thì đọt non nó mới ra được. Mà chúng ta chỉ cần sử dụng phân bón mà sai thôi là cái bộ rễ nó sẽ bị cháy rễ. Ví dụ như bà con chúng ta sử dụng những cái dạng phân mà phân hữu cơ nở mà phân giả, phân nói chung là phân gà đồ này nọ, không có ủ oai mục, không có đúng cái nguồn gốc, rồi nói chung là nó tì li hụt mi hết, thì bà con chúng ta cũng cẩn thận nha. Rồi cái siêu dưỡng cây này nó có cái gì? Có amino acid, có rong biển, tạo biển, có fovit, có đầy đủ các cái dưỡng chất cần thiết cho cây trồng của chúng ta. Tất cả các sản phẩm đều có hợp chuẩn hợp quy hết nha bà con nha. Có hợp chuẩn hợp quy đầy đủ hết, thế nên bà con chúng ta cũng có yên tâm phần nào về cái nguồn gốc xuất xứ và cái nơi mà Willow Farm cung cấp cho bà con chúng ta. Bà con chúng ta có thể kết nối qua các cái thông tin ở trên kênh của mình, hát là bà con chúng ta có thể chọt vào trong giỏ hàng nếu bà con mua trên TikTok. Đây, đề xuất cho thêm cho bà con chúng ta, cũng có nhiều bà con hỏi mình á, vậy sử dụng cái này rồi có nên sử dụng thêm humic không? Thì đây, truyền thống từ giờ bà con chúng ta cũng không có bỏ qua humic. Thì bà con chúng ta ít tiền á thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ combo mà cơ bản đơn giản nhất. Còn nếu bà con chúng ta muốn đầu tư thêm một chút xíu nữa thì bà con chúng ta sử dụng một cái bộ combo là một can siêu dưỡng cây, chúng ta cộng với 2 kg trico humic, 2 kg humic Hoa Kỳ, chúng ta pha cho 2.000 lít nước, chúng ta tưới gốc. Thì tùy theo cái cây lớn nhỏ chúng ta tưới, thì đối với cây mới trồng như thế này chúng ta tưới chừng cỡ 2 lít 3 lít là hết siêu quách, thì 7 ngày chúng ta tưới một lần, cây 1 năm thì chúng ta nâng cái lượng nước lên nha bà con nha. Rồi một can siêu dưỡng cây như thế này chúng ta pha cho 2.000 lít nước, là chúng ta tưới gốc, chúng ta có thể cộng với trico humic, cộng với humic Hoa Kỳ,
chúng ta tưới gốc 7 ngày chúng ta tưới một lần. Ở trên chúng ta có thể phun rồng xanh kéo đọt cộng với chúng ta cộng với rồ cum bi, chúng ta cộng với sâu rầy là bà con chúng ta có thể kết hợp một cái bộ như thế này rồi. Chúng ta không cần phải sử dụng các cái loại phân bón nào khác. Đây là một trong những cái dinh dưỡng mà cần thiết cho cây trồng chúng ta. Chúng ta cung cấp cho cây chúng ta hấp thụ. Bà con chúng ta có thể bổ sung thêm cái chế phẩm hữu cơ vi sinh này, đó là Trichohumic cộng với Humic Hoa Kỳ. Đó bà con nha. Một canxi dưỡng cây cộng với 2 kg Humic Hoa Kỳ, 2 kg Trichohumic, chúng ta pha cho 2000 lít nước chúng ta tưới gốc. Đã rồi mình để xa xa một cái review cho anh em chúng ta xem ha, mượn cái ghế của anh chủ nhà quay cái ghế nữa, sao mà cái ghế anh sao nó dính sơn tùm lum tì li không biết nữa. Bà con chúng ta có thể thấy đây là cái bộ cơ bản nhất mà em ai review cho bà con chúng ta. Trong suốt cái quá trình chăm sóc cái cây sầu riêng, tất nhiên là bà con chúng ta sẽ có gặp những cái trường hợp mà bà con chúng ta có thể chưa thấy vì mình mới trồng sầu riêng, thì bà con chúng ta có thể kết nối với Willow Farm để các bạn chuyên viên tư vấn cho bà con chúng ta rõ hơn, hoặc là các anh em kỹ thuật sẽ có những cái chuyến công tác ghé thăm vườn tư vấn cho bà con chúng ta nha bà con. Hoặc là chúng ta có thể là coi những cái video ở trên kênh của mình, nên bà con chúng ta gặp những cái dữ liệu, những cái trường hợp mà nếu mình gặp được ở trên cái vườn của mình, cũng là cái cách mà chúng ta trao đổi cái kiến thức với nhau. Rồi, bà con chúng ta ở đâu cũng được, ở xa, ở đâu, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kum Tum, ở Bình Phước, ở Bình Dương, ở Vũng Tàu, Bà Rịa, ở Lâm Đồng, Đà Lạt, ở miền Tây, các kiểu hàng của Willow Farm ship tặng nhà cho bà con chúng ta. Cho nên bà con chúng ta yên tâm ha. Ngoài bà con chúng ta gần cái khu vực Chợ Lách á, thì bà con có thể qua bên Chợ Lách bà con lấy hàng. Còn nếu như bà con chúng ta ở vùng Cái Lậy á, bà con chúng ta có thể ghé Cây Lại để bà con chúng ta có thể ghé cửa hàng để lấy hàng. Thì hiện tại công ty có hai cái trụ sở chính, một là ở bên Chợ Lách Bến Tre, hai là ở bên Cây Lại Tiền Giang đó. Thế nên là cũng review cho bà con chúng ta để bà nói rõ cho bà con chúng ta hiểu hơn một chút xíu về các sản phẩm của Willow Farm, có giấy tờ, có đăng ký, có hợp chuẩn, hợp quy đầy đủ, có nguồn gốc rất là rõ ràng và có những cái thông tin kết nối hết. Thế nên bà con chúng ta khi mua sản phẩm của Willow Farm thì bà con chúng ta cũng có được những cái cộng, những cái điểm cộng, ví dụ như được tư vấn kỹ thuật hỗ trợ từ xa, thứ hai được hỗ trợ kỹ thuật tặng vườn, cái thêm nữa là bà con chúng ta cần hỗ trợ mà chăm sóc thêm nữa, bà con chúng ta có thể mạnh dạn kết nối với Willow Farm thì các bạn chuyên viên tư vấn hỗ trợ cho bà con chúng ta và xếp những cái chuyến công tác để chăm sóc vườn cho bà con chúng ta nha bà con nhé. Còn bây giờ thì bye bye bà con.